Ok, xin chào tất cả các bạn. Trong công việc sửa chữa động cơ thì việc kiểm tra và giả lại số valve là một việc cực kỳ quan trọng. Bởi vì là số valve nó chính là cái van đóng mở, nó có kín thì hơi mới đảm bảo và động cơ của chúng ta mới đảm bảo chất lượng được. Vậy trong video này tôi sẽ nói về cái việc kiểm tra số valve và giả số valve như nào. Mời các bạn theo dõi nhé. Khi tháo su-bắp ra và chúng ta chưa vệ sinh thì hãy quan sát kỹ cái phần bề mặt tiếp xúc giữa su-bắp với đế su-bắp để thấy là nó có tiếp xúc đều hay không, nó đóng kín hay không. Khi có nhiều vết rỗ hoặc là cái bề mặt tiếp xúc không đều là chúng ta có thể thấy là su-bắp đã đóng không kín. Và bên cạnh đó chúng ta có quan sát ở trong những cái lỗ đường hút và đường xả này cũng sẽ ra được nhiều vấn đề của động cơ. Ví dụ như động cơ này cổ hút nó rất là ướt này mà nó không turbo, như vậy là cái động cơ này có thể nó ăn nhớt do phần phân gít nó bị hở. Tiếp theo là hãy kiểm tra cái phần thân supap. Khi chúng ta vệ sinh sạch rồi hãy kiểm tra kỹ cái phần thân supap xem nó có vết chảy xước, có bị mòn hay không, có vết rỗ hay là có gẻ gì không, kể cả cái phần phía thân và phần dưới của supap cần được quan sát kỹ để kiểm tra, phát hiện được kịp thời những cái vết rạn nứt. Nếu có vết rạn nứt hoặc là biến dạng hoặc có gì đó bất thường thì chúng ta nên thay mới. Chúng ta cũng cần phải kiểm tra đến supap nó có bị cong hay không bằng cách là đưa nó lên một cái máy khoan cho nó chạy như này. Khi cặp lên máy khoan và cho nó chạy thì các bạn sẽ quan sát thấy là nếu như nó thẳng nó sẽ quay rất là đẹp, không bị lắc. Và một phần nữa là kiểm tra đến bề mặt của van. Nếu như mặt van nó quá mỏng rồi, cái mặt supap nó quá mỏng thì cần phải thay mới. Bởi vì nếu như mà không thay mới có thể trong quá trình chạy nó sẽ bị sứt vỡ và sẽ rất là nguy hiểm. Tiếp đến hãy quan sát đến cái phần bề mặt tiếp xúc giữa supap với đế supap. Đây là vị trí để supap nó đóng kín hoặc là không kín. Do vậy là chúng ta cần phải kiểm tra kỹ. Nếu thấy nó bị rỗ, gẻ quá nhiều hoặc là nó bị mòn gờ nhiều quá rồi thì chúng ta cần phải xử lý trước khi già để đảm bảo là già nhanh hơn, được kín khít hơn. Tôi thường xử lý những cái supap nó bị gẻ rũ nhiều bằng cách là tôi đi lên máy khoan như này, sau đó dùng một cái đĩa giáp mịn và mài sơ đi, nhưng mà cần chú ý là khi mài phải đúng cái góc nghiêng của nó, đảm bảo cái góc nghiêng của nó chuẩn, nếu như không thì có thể là chúng ta sẽ phá hỏng cái supap này, nhưng mà cần phải chú ý, cần phải thận. Chỉ mài lướt thôi và không mài sâu quá thì nó sẽ mỏng cái pháp thì cũng hỏng. Rồi sau khi mài thì bề mặt nó tương đối là đều như này, mà có thể nó vẫn còn một số những cái vết rỗ nhỏ nữa, chúng ta không mài hết nhưng mà khi chúng ta già đi nó sẽ hết, nên không mài quá sâu như các bạn. Sau khi mài đánh sơ đi rồi, bề mặt nó nhìn nó tương đối là đều như này, là chúng ta bắt đầu tiến hành già. Cụ thể như nào? Khi già supap thì các bạn chú ý nhá, bột già các bạn có thể là bôi vào nhiều ở cái phần bề mặt tiếp xúc giữa supap và đế supap này, còn phần thân supap thì không được để dính bột già vào, mà chúng ta cần phải để nó sạch sẽ và bôi trơn kỹ cho nó, để khi chúng ta già nó không bị mòn cái phần thân supap này và cái phần dẫn hướng supap. Cái động tác để chúng ta già ấy, có thể dùng máy khoan như thế này để già cho nó nhanh, nhưng mà các bạn cần chú ý là phải giữ máy khoan thật thẳng tâm với cái dẫn hướng supap, không được lắc để nó không bị mòn dẫn hướng supap. Và khi chúng ta già chúng ta không giữ liên tục ghì liên tục supap mà thỉnh thoảng hãy mở nó ra một chút để làm gì. Thứ nhất là nó không bị quá nóng,
thứ hai để cái bột già nó bị chảy ra ngoài thì nó lại chảy qua vải ở phía bề mặt tiếp xúc, giúp cho chúng ta già nó nhanh hơn. Và chúng ta già làm sao để khi mà già xong thì quan sát cái bề mặt của đế supap là nó ăn rất là đều như này, hết vết rỗ và cả cái phần của thân supap nữa, ở trên phía supap nó cũng sẽ hết vết rỗ và vết ăn thật đều, và vết ăn nó nằm ở giữa, nó không được lệch ra ngoài và cũng không được lệch quá vào trong nhé các bạn. Nếu vết ăn nó nằm quá ra ngoài mép của supap như này thì cái phần này nó rất là mỏng, do đó nó cái không bền và có thể nó cũng đóng không kín. Và nếu như nó ăn sâu mãi bên trong thì nó cũng vậy, nó có thể là làm supap bị kênh lên và nó không kín. Sau khi già xong cần vệ vệ sinh sạch sẽ tất cả supap cho đến cái phần nắp máy này, vệ sinh sạch để không còn bột già nữa. Nếu như vẫn còn bột già trong, nó sẽ có thể nó rơi vào trong động cơ, nó sẽ rất nguy hiểm. Sau đó lắp supap vào. Chú ý là khi các bạn lắp supap vào cần phải lắp đúng vị trí cái nào vào cái đấy nhé. Trước khi các bạn tháo thì các bạn như đấy giấu lại. Ví dụ là của máy 1 supap hút, máy 1 supap xả, máy 1 vân vân. Thì cần phải đúng vị trí của nó. Khi chúng ta già xong chúng ta tháo ra vệ sinh và chúng ta lắp lại đúng vị trí mà chúng ta đã già để nó kín. Tại là mỗi supap nó có một cái độ mòn riêng. Do đó nếu chúng ta lắp lộn sang nhau có thể nó sẽ không còn kín nữa. Và khi mà chúng ta lắp lò xo supap vào cần chú ý là cái phần móng hãm giữ supap này chúng ta cần phải lắp đúng chiều của nó. Nó có chiều dày chiều mỏng. Lắp làm sao để khi mà nó vào bên trong cái phần đế lò xo này nó phải nằm sập hẳn xuống và nó ôm hẳn vào cái rãnh ở phần đuôi supap để nó không bị bật ra khi hoạt động.